Xin chào anh em và cả nhà nhé. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến clip của channel Cây Cảnh TV nhá. Thì hôm nay tiếp tục với clip me bonsai. Thì mình sẽ giới thiệu đến lô này mới về có 5 cây nhé. Hàng rất đẹp luôn. Vâng, đây là cây số 1 này. Đấy, anh em nhìn thấy không? Bộ đế nó bện vào với nhau này, cực kỳ đẹp luôn nhá. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Bông thì rất là dày luôn rồi nhé, à, cực kỳ đẹp đấy, bộ đế mà thân thì đấy. Gốc thì cực kỳ to này, bệ cực kỳ lớn luôn nhé, à, rất đẹp luôn ạ. Thì cái này mình xin báo giá luôn nhé, cây số 1 này mình xin báo giá luôn này. Chỉ với 800 ngàn cực kỳ rẻ luôn, để rẻ cho anh em nhé. Cây số 1 800 ngàn đấy. Tay chia rất đều và đẹp luôn rồi. Mình xin báo giá luôn đó. Bây giờ mình quay cây nào mình báo giá luôn cho anh em, để cho anh em dễ tiện. Đây, cây số 2 nhé. Bông rất dày và đẹp luôn. Đấy, dáng nằm ra này nha. Dáng nằm ra cực kỳ đẹp luôn. Vâng. Cây số 2 này em xin báo giá là 700 nhé. 700 ngàn nha. Cây số 3 này nhé, gốc to đẹp luôn. Cây này rất là cao luôn, cây này thì cao nhất, gốc thì cực kỳ to, cu nằn lên này. Đấy, gốc cực kỳ to luôn. Cây số 3 này là giá 1 triệu nhé. 1 triệu nha. Hàng này mình báo giá là chưa bao gồm phí vận chuyển và phí ship nhé. Chưa bao gồm phí ship, mình chỉ hỗ trợ đóng thùng gửi cho anh em thôi nhé. Đây là cái số 3 ạ. Mình quay lại cho anh em coi. Số 2 nhé. Số 2 là 700 này. Số 1 là 800 này. Đấy. Số 3 là 1 triệu nha. Rất đẹp luôn. Số 4 này. Số 4 với số 5 là một cặp luôn nhé. Nên là cái số 4 với số 5 mình sẽ bán một cặp. Anh em nào mua một cặp thì rất là đẹp luôn. Đây số 4 nhé. Cái đẹp luôn. Đấy, anh em nhìn thấy không? Bốc đế cực kỳ đẹp. Đây, số 5 này. Đấy. Tay bông rất là dày rồi nhé. Chia tay rất đều luôn. Gần kín tàn hết rồi nha. Gần kín tàn hết rồi nha anh em. Thì đây là 5 cây. Cây số 4 này với cây số 5 này đó. Cặp này là 1 triệu 7 nhé. 1 triệu 7 nha anh em. Số 4, hai cây số 4 với số 5 là một cặp, là 1 triệu 7 nhé. Rồi, clip của mình đến đây là hết nhé. Tại vì hàng này quá chậu này.
nhưng mà mình không đảm bảo chậu nhé. Có nghĩa là mình sẽ gửi cái chậu cho anh em nhưng mà mình không đảm bảo, tại vì lúc vận chuyển có thể là vỡ chậu, thì cái đó anh em cũng chấp nhận rủi ro nhé. Rồi, clip của mình đến đây là hết nhé. Xin chào lại anh em các clip tiếp theo nhé. Mọi người nhớ like và subscribe ủng hộ kênh của mình nhé. Hàng rất đẹp luôn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em.